Ok, và xin tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý 1-6 nha anh em. Rồi, trận này thì mình sẽ thực hiện một cái ý tưởng của bạn đã comment ở trên kênh YouTube của mình. Đó chính là hãy làm về Squam, siêu hộ vệ đi. Ok, thì cái lõi công nghệ đầu tiên thì mình đã có được cái sách chọn ấn và đã lấy luôn cái ấn hộ vệ. Tiện thể thì có Squam cho nên là mình đã lắp luôn cho nó rồi. Và những cái vị tướng hộ vệ khi mà chúng ta lắp cho nó những cái trang bị tăng cái máu lên ấy thì nó sẽ bọc cực kỳ nhiều giáp luôn. Và mình đã lắp cho nó một cái giáp máu Warmog rồi. Rồi, trận này thì mình sẽ chơi cho anh em xem một cái đội hình, đó chính là hộ vệ kết hợp với đế chế nha. Mình xem mà chơi được mấy đế chế. Tại vì con Sion ấy, nó vừa là đế chế lại vừa là hộ vệ, nhưng mà nó lại tốn đến tận 2 slot lận. Cho nên là mình cũng đang cân nhắc xem là tình như thế nào. Đối đầu của chúng ta đó chính là một người chơi pháp sư, đã lắp gần như là hết những cái trang bị rồi. Sojin. Nếu như mình lòng này thì tận dụng luôn cái quỷ thư đi. Ông này bắt Squam của mình à? Căng nhở. Cái mặt hàng Squam này thì nó cái con 2 tiền, cho nên là mình sẽ phải roll sớm một chút. Chứ không là nếu mà chúng ta lên những cái cấp độ cao ấy, không ra thì hơi mệt đó. Đấy, bây giờ là siêu trâu rồi này. Với cả chắc là mình cũng không lắp cho nó, con Squam cũng không lắp cho nó cái trang bị khả năng hồi phục. Tại vì kỹ năng của nó cũng đã được hồi phục máu rồi nha anh em. Rồi, 4 hộ vệ, 2 pháp sư. Giờ là lên cấp độ 7, kẹp thêm con Sion là vừa có được 3 đế chế với cả 5 hộ vệ. Nhìn qua như vậy cũng khá là hợp lý. Rồi, anh em qua xem trộm nhiều quá. Ai đây nào? Đó chính là ốc ú. Hôm nay thì chơi sát thủ rồi. Sát thủ băng đảng đã lắp một cái đại bác liên thanh dành cho Sako. Hợp lý đấy. Xem là có đánh bại được con Squam của mình hay không. Ui, nhìn qua thì Squam rất trâu, nhưng mà với đại bác liên thanh thì đòn đánh không thể nào mà né. Thua mất rồi anh em ạ. À, bị thua trước đội hình sát thủ của người anh em ốc ú này sao? Có gì nào? Thông thoáng, nhỏ nhưng cầu vọ, huy hộ vệ. Đương nhiên là mình sẽ lấy cái huy hộ hộ vệ này rồi, lắp luôn cho Twitter Fay. Vậy là chúng ta đã có được 5 hộ vệ mà không cần đến sự trợ giúp của người anh em Sion. Khá ổn đấy chứ. Mà trận này thì chúng ta lại có khá là nhiều những cái ấn tộc hệ về công năng. 2 ấn hộ vệ và 1 ấn đế chế. Anh quái lại ra thêm tiệp vàng này thì đúng bài luôn rồi. Mà chơi cái con Twitter Fay cầm cái ấn đế chế hộ vệ như này thì nó hơi bị tốn cái slot của mình đi á. Nếu được thì mình sẽ chơi cho anh em xem, đó chính là 5 hộ vệ kết hợp với 5 đế chế nha. Nhưng mà chắc là cần phải cấp độ 9 cơ. Tạm thời là 5 hộ vệ như này là ổn rồi. Và sau khi mà hết cái vòng này thì mình sẽ roll tìm cho anh em xem là Squam 3 sao luôn. Chứ Squam 1 sao này thì nó vẫn chưa thể hiện được tối đa sức mạnh. Ai đời? Đó chính là Azak 1997. Người anh em này thì chắc là chơi nhà phát minh à? Nhà phát minh kết hợp với một chút chọc đồ để có thể hack thêm một chút lượng vàng. Căng này. Kéo căng kéo căng. Úi dồi ôi, không biết là mình có ăn được hay không. Nhưng mà với những thanh niên hộ vệ châu chó thì mình nghĩ là vẫn có thể ăn được. Đây anh em xem này. Đây là mới Squam 1 sao đó đấy nha. Squam 2 sao là biết mặt tôi đó. Úi dồi ôi, quá khỏe à. Rồi, đi chợ lần này thì không có thìa rồi. Có thìa thì mình sẽ bất chấp mọi thứ để có thể lấy. Xem lấy được cái gì. Giáp máu à? Giáp máu có rồi. Thêm một cái giáp máu nữa thì nó trâu quá. Mình sợ không thích. Mình sẽ lấy một cái giáp đi. Có gì còn lắp cái giáp áo choàng gai để có thể khắc chế mấy cái ông chơi Sako chứ đúng không nào? Chứ gặp Sako là nó đấm cho được ngu người luôn.
Vâng, khói. Bắn con này đi. Nhưng mà Samira thì nó lại trong bộ tộc đế chế. Bán hai con này đi. Đây, như vậy là chúng ta có 3 đế chế, 5 hộ vệ và 2 pháp sư. Khá ổn rồi. Quyết định của mình là giữ lại Samira một chút. Nếu như mà có con Samira nào thay thế thì chúng ta sẽ thay đổi sau. I don't know. Đó chính là Chaos. Đội của Chaos chắc là chơi Warwick phiên bản. Thách đấu với cả hóa kỹ à. Nhìn căng phết. Thì mà anh ta lại kẹp thêm một chút hệ máy móc, tăng tốc đánh cho team. Warwick này cũng khá chiến. Nhưng mà chắc cần phải có một cái diệt khổng lồ thì may ra mới có thể ăn được con Swim của mình. Chứ hiện tại là nó đang làm mưa làm gió đây này. Ôi giời ơi, nhìn giáp kìa, cho thằng Warwick cào để gãy móng luôn. Hỏng hết bộ neo ăn Tết luôn. Nhìn này. Cào vậy đến sáng mai nha bro. Hay quá. Hai trận thắng liên tục à. Chúng ta có một Swim. Swim 2 đi nào. Lux à, con Lux à. Lux thì cũng có thể thay vào vị trí của Cheater Face cũng được. Nhưng mà thực chất là cũng không cần thiết lắm. Đây, cứ để tạm con Cheater Face. Tại vì mình cũng không tính giữ lại con Cheater Face này đâu. Dốc đồ thách đấu pháp sư 5 ngoại binh rồi. 3.6 mà cũng có được 5 ngoại binh thì mình nghĩ là khá mạnh. Bình baby. Đây, người chơi 5 ngoại binh level 7 coi cho mình được Kai'Sa. Kéo căng này. Sách trận ấn với cả ui lắp đồ kìa. Căng này. 9 trận thua liên tục rồi. Hình như là anh ta cũng đang muốn thắng luôn thì phải. Một trận này thì anh ta thua cũng nhẹ phết. 9 máu chứ mấy, có bao nhiêu đâu. Vậy là Bình Baby đã có cho mình được 10 trận thắng liên tục rồi. Và nếu như mà ai đó để cho người anh em Bình Baby nổ hũ thì mình nghĩ đó chính là một cái tội đồ đây. Blitz. À, nổ hũ 10 thôi là có bao nhiêu đồ xịn luôn này. Mà đâu phải là 3 ngoại binh đâu. Đó chính là 5 ngoại binh. Thế mới mệt. Nhưng mà nhân tiện đây thì anh em nào mà có bất kỳ một cái ý tưởng gì thì hãy comment ngay để mình có thể thực hiện cho anh em xem nha. Anh em không biết là bây giờ cần chơi game hay không. Nhiều ông chắc bây giờ dọn nhà sắp mặt lợn rồi đúng không. Mình cũng chuẩn bị đi dọn nhà thuê đây. Samira 2 cho gắt. Uầy, mất khá là nhiều tiền thì mình mới có thể lên được con Swim 2. Một dịch khổng lồ và một cái bao tay đậu tặc đi nhở. Bao tay đậu tặc ổn. Tiếp theo đấy, một trang bị phòng thủ dành cho Samira. Hay là cho Samira hộ vệ. Samira hộ vệ thì nghe cũng hơi tấu hài chút. Rồi, vẫn giữ cho mình đội hình pháp sư. Không biết anh ta tính lắp cái gì đây. Thú tượng rồi. Ông này là chơi cái chiến thuật có bao nhiêu đồ lắp bấy nhiêu đồ luôn. Phew. Nhưng mà Swim của chúng ta bây giờ thì cũng đã thể hiện được sức mạnh cái độ trâu của nó rồi. Trâu quá. Úi giời ơi, tại vì nó còn có thêm cái khả năng hồi phục ấy, cho nên là cái Swim hộ vệ này thì ba khỏe nha anh em nhé. Hay. Nhưng mà thằng Cheater Face nó lại làm đế chế chúa nhỉ. Gây nhiều đam hơn con Swim của mình. Cheater Face 2 Sion à, trời ơi. Nếu như mà chúng ta muốn chơi Sion thì chắc là mình sẽ phải bỏ đi Cheater Face với cả Garen và chơi Samira hộ vệ hoặc là Talon hộ vệ các kiểu. Thì như vậy thì chúng ta cũng sẽ có được 5 đế chế và 5 hộ vệ. Mình sẽ giữ lại Sion ở đây một chút. Tại vì bây giờ là cái quan trọng nhất sẽ phải lên được Swim 3. Rồi, Sako có 3 trang bị khá là chuẩn. Xếp ở vị trí bên này hình như là muốn bắt con Samira của chúng ta rồi. Ui, đau quá. Hình như là mình cứ thắng được một vài trận ấy. Sao lại cứ gặp ông này là bị thua sấp mặt nha. Anh em xem này. Phải đóng cho ông này cái giáp gai mới được.
Nhìn nó giận quá. Ui, sao vậy? Cuồng đao, đại bác liên thanh và vô cực kiếm. Những trang bị cũng khá ổn áp. Swing của tôi đâu? Đây. Lâu lâu thì chúng ta cũng phải có thể bắt những vị tướng 2 tiền để có thể thêm một chút cái tỷ lệ ra được những con cần thiết nha. 5 ngoại binh, ui kéo căng quá. Ui, nhờ có phận một pha nổ hũ giờ thì phải. À, ông làm để cho mình nổ hũ vậy. Cách xa 2 luôn rồi ạ. Tôi không muốn gặp người anh em Bình Baby nữa đâu. Bên cạnh đấy thì Japan Link cũng đang có một cái hũ khá là to ở bên này. Cũng 5 ngoại binh, ấn ngoại binh luôn. Tết nhất nhờ anh em nguyện gặp này xa bờ quá. Anh em thấy tên của mình không? Bây giờ mình còn chưa vào bờ được đây. Quá nhỏ. Xoài, ôi, khổ quá. Cấp 7 này. Rồi, xong rồi. Anh ta cũng chắc đang muốn nổ hũ thì phải. Sử dụng gần như là hết lượng tiền rồi. Ở phiên đi chợ lần này thì chúng ta có tiệm vàng. Trời ơi, không biết lấy được thì hay không. Nhưng mà ở cái vị trí top 1 thì mình nghĩ là tỷ lệ lấy được thìa là bằng 0. Nhưng mà ai cũng cần thìa cả. Mình nếu mà lệnh bực thìa thì mình chắc là sẽ lấy đế chế hay là gì đấy thôi. Đế chế mình nghĩ là ổn áp nhất rồi. Chắc mình sẽ lấy một cái giáp đi anh em. Để có thể làm cái áo choàng gai như mình đã nói. Khắc chế mấy cái ông chơi sát thủ. Và thách đấu nữa. Wow, Wood làm gì đấy? Lắp luôn nhá. Giờ là bao trâu rồi đấy ạ. Sờ Wave này. Kasadin và Blitz. Cứ để đây nuôi dần dần thôi. Con nào mà lên được thì cứ phải lên 3 luôn. Chứ không tiếc làm gì cả. Mấy cái con như là Kasadin, Blitz thì nó cũng rẻ mà anh em. Nghe cũng phải cho mấy cái thằng téo đi học chứ đúng chưa? Ai đây nào? Đó chính là Chaos vừa có cho mình The World Week 3 thì mình lại phải đối đầu ngay. Áo choàng thủy ngân và một cái cung đao. Hai trang bị này thì sẽ giúp cho World Week đầu game không bị khống chế và nó lại tích được cái lượng tốc đánh. Ghê đấy. Nhưng mà cào hộ tôi cái thanh niên sờ Wave. Tôi bảo với anh em rồi. Thằng Warwick này á. Mà nó cào thì chỉ có gãy móng thôi. Hết bộ neo ăn Tết luôn ạ. Ai vãi. Mà nó cũng gây được một cái lượng sát thương kha khá ấy. Chứ không phải gọi là vừa trâu lại còn ấy đâu. Uầy. Huy hiệu đế chế luôn đi. Lại còn nhận thêm được một sờ Wave nữa. Quá tuyệt vời. Trận này đúng là sinh ra bắt buộc mình chơi Swim hộ vệ rồi đấy. Bị ép chơi mà. Hai con nữa. Còn đế chế này thì cho Kasadin đây. Bốn đế chế. Bán con này đi với cả Garen đi thì chúng ta sẽ phải chơi chơi cho Samira hộ vệ. Talon này. Thôi ta không chơi Talon được. Tại vì đã có được Sion rồi anh em, không cần Talon nữa đâu. Lượng máu thì mình nghĩ cũng đã vừa đủ. Sau khi mà lên được số M3 thì mình nghĩ sẽ để dành hết cái lượng. Hay da, đừng có gặp người anh em cay xa hay sao nha. À, cái ông Bình Baby này ấy. Nổ được pha hũ đúng là lật kèo cực mạnh luôn ạ. Trời ơi, nhìn cái đồ kìa anh em kìa. Rất là nhiều đồ ạ. Phong kiếm, áo choàng gai, vút rồng, các kiểu con đại điểu. Và lại còn có thêm cả hai ấn đột biến. Ông này nhìn kiểu đội hình mắc nhiều thìa luôn đấy nhở. Hai cái thìa từ vương miện chiến thuật kết hợp với ấn đột biến này. Với cả ấn thách đấu. Kéo căng rồi. Ông nào để cho ông này nổ đúng là hại anh em tôi rồi. Blitz 3 sao. Nào zone cố cho anh em xem là cái con Swim 3 rồi còn úp cấp nữa. Chứ bây giờ là cũng hơi vã rồi đây. Ui, hình như là Linh Giáp, Giáp Hát Linh cũng còn chỉ còn có 8 máu thôi. Không biết là có được nổ hay không. Nhớ nha anh em, đừng quên là để lại cho mình một like, một đăng ký kênh. Để có thể ủng hộ mình nhiều hơn nữa.
Nếu như mà anh em mà có yêu thích đội hình nào thì cứ comment để mình có thể xây dựng và làm cho anh em xem. Ai à, đồ này lại còn nhiều Garen đấy, lại bán mất hai thằng Garen rồi. Nào, Swain của tôi đâu? Ok, hai con nữa thôi mà khó thế nhở? Mình cũng đang muốn lên cấp độ 7 ấy để có thể tăng cái tỷ lệ ra được con Samira nữa. Cho này vào đây, mình sẽ bán Garen đi. Một con nữa thôi nào. Khó nhở? Nó chắc lắp, chắc là mình sẽ lắp luôn cái bàn tay công lý đi. Cá vàng đi mưa. Ui, lại một người chơi ngoại bình nữa. Chợ này nhà nhà ngoại bình, người người ngoại bình. Để xem là với con Swim siêu hộ vệ của mình là có thể giành được vị trí top mấy nha anh em. Nhìn qua thì nó rất là trâu này. Ui giời ơi, con này là con Swim máu trắng rồi đấy nha. Trâu quá. Cho em lên nước con Swim 3 nào. Ui, được luôn ạ. Giờ là khỏe lắm rồi đây này. Và chắc là theo anh em là chúng ta nên kẹp gì để có thể tăng tiến sức mạnh thêm cho Swim. Pháp sư thì cũng được này. Để lại con Chiếc tộc vây này, kích hoạt pháp sư cũng khá ổn. Hay là kích hoạt thần tượng cho nó nhở? Siêu thần tượng à. À, như này đi. Rồi ốc cú. Ông này rồi đấy, gặp mình lần nào đấm lần đấy. Nhưng mà để xem là với áo choàng gai thì con Sako này có bị phản đam hay không. Cho mày đánh thoải mái luôn. Ờ. Anh nhìn xem kìa. Phải vãi. Đánh có mất máu được số game của mình đâu. Rồi ôi, số game phiên bản máu trắng ạ. À, nhìn qua trận này anh em chơi ngoại binh nhiều quá. Những người chơi mà giữ máu ở giai đoạn đầu game tốt thì khả năng vào top cao. Như cái ốc ú này này, chốt bài sớm, chốt bài Sako luôn mà anh em. Cho nên giữ máu ổn phết. Victor. Ây trời ơi. Đây, đang chiêm ngưỡng người anh em Swim. Có một cái trái tim rất là đang cháy bỏng vào trong này. Năm nhà phát minh, thuật sư, thách đấu Warwick, pháp sư, thuật sư, sát thủ băng đảng. Nhưng mà nhìn mấy anh em có cái nhiều ấn ngoại binh ấy, đi nàn thực sự. Rồi, Ajax 1997. Người anh em thuật sư đây là. Ui. Đồn khá là nhiều trang bị dành cho Seraphine. À, nhưng mà thuật sư này đúng là counter cứng của team mình rồi. Cố lên nào. Cứ bị khống chế thôi ạ. Úi giời ơi, toàn bị bế đi linh tinh thế. Một mình Swim cân hết được hay không đây? Ui, khả năng hơi khó khi mà lại có mấy thanh niên nó khống chế, không hút máu được. Có gì không? Có phong kiếm. Ừ, phong kiếm cũng được. Hoặc là chúng ta cũng có thể lấy trang bị khả năng đây, phong kiếm đi. Hoặc là áo choàng thủy ngân cũng được anh em ạ. Nghe anh em lấy hết rồi. Làm nhẹ cái áo choàng thủy ngân dành cho Samira. Nó còn cánh tim đằng sau chứ đúng không? Ui, ông này cũng chơi Samira luôn à. Kẻo căng thế. Fiora. Mang con này đi. Tại vì đội hình của mình nhìn nó hơi ít đam ấy. Hai pháp sư thì chắc là cũng không có gì đáng kể cả. Thay vào đấy thì mình sẽ kẹp thêm thách đấu để có thể cho Samira nó gánh team đằng sau nữa nha anh em. Mà đội hình của mình này khiếp dã man. Mình chán vãi. Toàn 5 tiền không ạ. Mình thì lắt nhắt những cái thanh niên 2-3 vàng. Rồi, để xem là cây ớt lần này có đánh được con Swim của mình hay không. Đừng thách đấu. Ai à, không chế được rồi.
Warwick lần này có vẻ lực hơn lần trước khi mà đã có cho mình thêm cái giết khổng lồ. Trời ơi, nhìn cào này. Cào đến Tết sáng mai nha. Cào mệt nghỉ ạ. Nghỉ xong cào tiếp nhưng vẫn không đi. Quá khó chịu với cả Swain pháp sư. À, hộ vệ. Đế chế. 5 đế chế này là tăng 75% sát thương này. Bây giờ là Blitz của chúng ta cũng một phát kéo nghìn nam. Căng vết. Braum. Hay là mình kẹp thêm Braum lấy thêm khả năng khống chế nữa cũng được. Ồ, khá là nhiều sự lựa chọn cho chúng ta. Dàn tanh thì khỏi phải bàn này. Công hơi ít chút. Ui dồi ôi. Đội hình pháp sư kết hợp với thuật sư. Ông này vừa chơi pháp sư nhưng mà lại còn thích kẹp thuật sư để làm gì đây? Kiểu cao tơ mấy người ngâm pháp sư nữa. Nhìn ghét chưa? Nhưng mà lượng máu của anh ta cũng sắp đi rồi. Cho nên chúng ta cũng không phải đáng lo ngại. Chỉ cần gặp mấy cái ông như là Bình Baby hay là gì đấy là cũng hẹo sớm rồi. Hút máu. 1 vs 7. Hút nè. Hút nè. Hút máu nè. Uầy, 2000 máu. Nhưng mà vẫn đi ạ. Trời ơi. Ảo man Shizuka thế. 3 trang bị, trời ơi. Nhưng mà trang bị này thì mình nghĩ là để dành cho Zone đi. Ờ, cung cung này. Cung cung với cả diệt khổng lồ, hợp lý luôn. Mình sẽ chơi Zone phiên bản đế chế nha anh em. Chút nữa là mình lên cấp 8 luôn rồi. Còn người anh em Braum thì mình cho nó một cái ấn hộ vệ cho được trâu. Còn áo choàng thính lặng thì lắp cho con áo cũng chả được, đúng không? Rồng cho 3 đồ ngon quá nhỏ. Nghe nhưng mà mấy ông này, tôi giờ sợ nhất cái ông Bình Baby này thôi. Đồ không thèm lắp luôn này này. Quá giàu rồi. Chắc đang muốn lên những cái vị tướng 5 tiền 3 sao. Càng bá. Cố gắng roll nốt cái con Zone 2 nào. Seraphine, Zihin, Akali, Kai'Sa. Uầy, Kai'Sa nhìn cũng khá là thú vị. Nhưng mà Kai'Sa 2 thì mới mạnh. Uầy, 2 thằng Zone. Ok, quyết định của mình là chọn Zone 2. Còn cái này thì từ từ Zone tiếp này. Ui dồi ôi, nhìn cặp ông này khỏe thế. Nào thì Tâm Ken 2, Kai'Sa 2, Jesse 2. Mạnh quá. Ui là còn bị nuốt nữa chứ. Trời ơi, khó chịu thế. Thằng em Swain nó đã bị không thể hiện được rồi. Giờ là còn bị thằng Tâm Ken nuốt vào nữa. À, đúng là Ngoạn Binh vẫn là một thế lực gì đấy cực kỳ mạnh mà chúng ta không thể nào mà xem thường được. Braum. Braum 2. Được. Giữa Leona và Braum thì chắc là mình sẽ lựa chọn là Braum đi. Cho nó có thêm cái tí khống chế. Cuộc chơi cũng chỉ còn có 2 người thôi. Galio 2. Và chắc đây là là cái kết dính cho mình luôn rồi. Chứ đội hình công này biến thái quá. Mình cũng gần như là mắc ping, chỉ cần lên nốt con Samira 3 với cả Xeon 2 là mắc ping rồi đấy. Nhưng mà điều này là điều không thể rồi. May khỏe quá. Úi giời ơi. Tam Ken quá khó chịu. Nhưng mà thôi không sao, dù gì đi nữa thì chúng ta cũng đã rất là cố gắng rồi phải không nào. Ông này thực sự là đột biến đấy. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video của mình nha. Và hẹn gặp lại anh em trong những cái video sắp tới. Bye bye anh em.